lần lê hướng về càn về núi đồi gồ ghề ngài vác lê thanh giá nặng nề vì tội nhân thế nên chấp nhận hiến tế thân mình chấp nhận đóng đinh chịu khổ hình cứu độ nhân sinh kìa bọn lính canh thằng đấm đánh đứa tranh vụ roi kẻ thì nhạo coi thằng soi mói buông lời nói gian ngoa tội nghiệp ngày qua đấm mau châu xa thân xác điêu tàn đầu đội gai bao tàn chịu nỗi đau nghiệt oan cho tội trần gian chính người ấy giang rộng đôi tay ôm tội đọa đây chính người ấy đã gánh lấy tội lỗi chúng ta chính người ấy chết còn tươi trên thánh giá lấy máu rửa tội ta chính người ấy có tên Giêsu muôn thiên thu sẽ gánh tội trần gian hỏi lại tâm can ai kêu oan không mong được giải oan nhưng sao Giêsu đêm tối âm u nằm chết rũ chẳng ai thương tình mình có hiểu mà đổi thay yêu ngài hôm nay chính người ấy giang rộng đôi tay ôm đã đây chính người ấy đã gánh lấy tội lỗi chúng ta chính người ấy mới tuổi bằng ba đổ máu ra thánh hóa muôn con người chính người ấy xác chết còn tươi trên thánh giá lấy máu rửa tội ta chính người ấy có tên Giêsu muôn thiên thu sẽ gánh tội trần gian hỏi lại tâm can ai kêu oan không mong được giải oan nhưng sao Giêsu đêm tối âm u nằm chết rũ chẳng ai thương tình hỏi mình có hiểu mà đổi thay yêu ngài hôm chậm chậm bước chân mình cùng lên đỉnh đồi càn về bàn chân tái tê ta nghĩ về người khó hơn ta mình buồn vì ai thì cũng hiểu có ai buồn mình đổ tội cho ai cũng có người đổ tội cho ta tha đấm ngực ăn năn tập quên đi lỗi lầm anh em mình hiểu mình yêu đuối để thông cảm yêu đuối người ta mình xin ơn thứ tha và bao dung tha thứ tội người mình mình cần sống để hiểu chẳng ai muốn chết bao giờ mình hiểu mình cần sống để hiểu chẳng